Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục live, mong các bạn xem và ủng hộ mình. Con nó quét của anh không chết bao giờ lắm. Ôi, về đi liên tục. Nhưng mà về đi như này không? Thì như này mình sẽ đeo gửi đứa này. Trước có con như thế mấy ngày nhận được. Những ngày, nó từ mấy ngày nó mới mở được. Kiểu nó cốt cho nó quá nhiều quá rồi. Ở mèo của anh, giờ đây phải tháo rồi.
mèo đấy. Lâu quá lâu đấy. Nhưng mà nó không bị chết. Nó không bị chết bao giờ á? Nó cứ ve đi là được á? Ve đi lại vào được. Nó bị đi ra rồi, không nó lại vào được. Thế gì? Được gặp lại hết đi, để gặp lại đi. Đúng rồi, được gặp đi. Để lâu mốc ấy. Để tao cứ vào buồn ấy. Mà anh được gặp lại đi. Đi, đi. Chân chân. Đấy, ok chưa?
qua mua cái bánh mì ở cái chỗ dưới này này anh ạ. Quần bà dài kìa, hay lên ạ. Phải cày thế. Sao? Đang vội để chớ bà mà không biết ở đâu mình không có tiền mặt mình chuyển khoản. Thế là chuyển khoản xong mà xong bà bảo cháu chuyển xong rồi nhá. Cứ chuyển đi. Chuyển xong ông già ra ông già bảo đâu chuyển đâu. Xong mình vào check lịch sử đây của cháu chuyển tiền rồi. Không ông mày đi. Cả đời chuyển tiền phải có chữ thành công thì mới chuyển được chứ đây trừ đâu nào của ông mới nhận đến đâu mà chứ. Thế sao mà thế nào cái hợp gì chuyển thêm cho lại chuyển lên cho bạn phát nữa chuyển cho 17.000 nữa nhưng phát sau là tính được không phải phát sau nhận được mà ông phải nhìn thấy chữ thành công cái bill ấy cái bill ấy. Không thì không coi như là không ấy. Ừ. Có nhỉ. Ừ, phải trong Nam thì đúng qua ra cầu ra bảy quẳng luôn. Ừ. Em làm gì để tội. Mình tối hay gì? Tối nè. Hôm qua nè. Nói gì? Bạn phải hết một lượt mấy cái con trong phố ra con mình thường thanh lọc một phát.
10 ra còi vẫn cháy. Một năm đi biết em.
liên tục. Vừa thay tên để lắp vào chế độ mấy con. Cái này thật chăm rồi. Rồi cái con gà mái quá. Làm âm lên được gì nữa? Được tí nào thôi. Kiểu vừa cài mình chết, cái xong rồi con chờ nó ngâm. Phải cài cái đéo gì? Đi áp để lại. Thank you.
mình con đầu này. Kiểu gì ấy cơ đấy, ba con Samsung bắn được một ba con Hero hay do điện thoại được. Thank you.
Để sao rồi tỏ sửa băng. Sửa băng rửa máy ngâm ít thì được. Chờ con nào ví dụ trước kia nó đã từng bắn 10 rồi nhưng mà chỉ bắn được 5 thì ngâm một lúc chỉ bắn được 10. Chị em làm xong rồi, khi nào em làm được thẻ tín dụng? Sau một tháng, khi nào công ty phát sinh chi đủ đưa vào đây thì làm thẻ tín dụng luôn nhé. Ồ, thì cái, như là thẻ tín dụng là nó tiền cơ. Thì thẻ tín dụng luôn thì nó làm cái thẻ có tiền sẵn trong đấy mà. Được, chị ạ. Chỉ có căn cước. Ồ kìa, em để dưới kia thôi. Có ảnh không? Có ảnh không? Thì em tìm cái ảnh nắm lười trong cái kia lắm. Cái ảnh? Còn ăn. Nam hay số điện thoại là gì? 0349 2 3 2 4 0 5
405 Ok, không có đâu nhỉ? Chúng ta chị cho em Zalo để em đặt con luôn. Zalo của chị à? Vâng. 0367. 0367. 567
sau này thì được làm ứng dụng của bên đủ lương này thì được ưu đãi hết tất cả các phí thường niên. Nhưng mà không gì cả. Nợ thầu có làm được không chị? Chịu. Cô khó thế nên trả lời đâu. Ba mấy bốn chị sang hiểu các bạn nhé. Chị cho em ví dụ em nợ xấu nhưng em có thể tín dụng của ngân hàng khác thì có chuyển sang ngân hàng này được không? Sang ngang. Vâng. Nợ xấu không làm được nhưng mà nếu em có thẻ ở bên khác thì chị sang ngang được từ 50 triệu nhé. Ừ thì em nợ xấu nhưng mà em lại có thẻ ở bên khác ở bên tách. Không, vì vẫn phải trao lịch sử tín dụng mà. Số được ai không số hẳn đâu chị ạ. Số ý ạ. Đóng thuế. Ê, anh không giới thân bạn bè là khách hàng có hưu trí và muốn vay thì giới thiệu qua chị nhé. Có cái gì chị? Giờ này nói vay quá, tháo thế. Có cái gì đi. Khách hàng là hưu trí thì tôi đi bố mẹ ông bà của mình ấy, mình yêu ấy. Hỏi vay sắp tháo thế. Dưới đây không ạ? Nhưng mà hộ khẩu đâu cũng được chứ. Thái Nguyên em ạ. Ủa kìa. Tất cả các huyện trong tỉnh thành Thái Nguyên. Xong rồi chị cảm ơn nhé. Phòng kia là có một phòng là đối diện đây ạ? Đâu hết rồi, ba phòng thôi. Thế chị mới đi được phòng này, phòng này. Về phòng dưới tầng 1. À, cái này hết rồi. Tiêu xong lấy tiền nữa em bù vào. Bù vào á? Tiêu trước trả sau thì bù vào thì thế. Bù vào thì đi đá bạn. Tiền hàng tháng em còn có được tiêu rồi. Có làm cái này là bù tiền. Chơi. Tập vẫn chơi đi. Cái này là cái gì anh ạ ơi? Đến trước. Mình tiêu trước xong mình không trả sau nữa. Được. Được đi dùng. Thành nhận xấu. Xấu rồi. Thành xấu cũng được. Tôi định đặt nơi đâu. Thôi đi. Với giới hạn mình được tiêu bao nhiêu mấy. Thì tùy thẻ tín dụng của em được cấp bao nhiêu, hạn mức bao nhiêu. Chắc là phải vết tất cả 30. Không, nó bình thường nó không có 30 đâu. Hoặc là 20, 50, 100. Không được, 20 tiền. Không rút được. Rút được chứ. Rút được cái tem 400. Rút được cái tem là 400, còn em rút ở ngoài. Ví dụ như từ ngoài chứ xong lấy tiền đâu trả. Người ta làm dịch vụ thì chỉ mất độ tầm 200. Anh em sau này cần nó vay tiền hay là phải lý được của em nhá. Mà anh xin trả lương cao lên để làm hạ lúc cho em. Em có vay nhưng mà em không có tiền trả nữa. Chị có gói nào cho nợ sống không? Có gói nào cho nợ sống gì? Có luôn á? Xong 2, được 3 tháng thì chị tính nhá. Có kìa. Có luôn à? Đông người thế cả. Đội này đi đông thế cả. Đội hình đi. 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 Đội hình đi.
cái gì mà khuyên máy không? Mặc á. Anh ông anh cứ đúng là trước là mặc á rồi. Đi xìa. Đi xìa bánh. Xìa bánh. Nam không bay gì. Nam bay. Nam không bay. Nó cũng nghe cũng được đấy nhở. Nghe nó cũng kiểu của mấy cái Nam Á bay. Nam bay. Bay bay. Nam bay sao? Nam không bay. Trộm. Ồ. Trộm trộm. Thôi. Ra kìa, lên 600 tròn luôn. Xịn đấy, gấp 3 lần em. 4 lần anh. Anh hơn em là gấp 4 lần, anh không trung thực. Bắt đậy. Tết về đánh thì cũng là không chẳng buồn còn cháu chán thằng này 205 rồi à, đúng có đúng kiểu trả sẽ bằng điểm nữa có ăn toàn năm với con trang thì cũng chết chung được nữa. Ở đâu đây là đâu đâu dựa ở trên em à?
Thằng ấy nó gần nhà em vừa mới cũng vào giàu đấy. Xong lớn lên là nó chuyển đi à? Đúng, em nhà em chuyển đi. Rồi ta sẽ buổi bằng cả ngày hôm qua lú lên năm anh đang sáng được 600, chiều 600, tối 600, 36, 8, 18 nhẹ nhàng mà đi ra tuổi với mấy con ngon thì lên 2k, 2k rưỡi dễ không đi nghe nhàng thế. Lấy có 100 lên 500 một mẹ ba con kia xếp nhau nhiều lúc buổi sáng ấy, đến chiều là bắt đầu là sự khác biệt nó nhảy lên này. Sáng là còn vớ được mấy cái tôm kia nhưng mà chiều là cách biệt nó lên, bắt đầu lên nhiều, đứa làm là nó mà giãn ra nhiều nữa, đứa làm được đứa không ấy. Cái sáng là chỉ vớ đi một tôm thôi là đi về về. Chỗ anh cay được là kho nhất đấy, cũng gần chỗ khu vô quán ngoài chỗ nào khác nào hết. Cứ vào là vá 10 luôn. Cứ đi. Mày cứ anh bắn 2 phát 10. Phát đầu tiên rồi luôn, bắn tiếp phát 10 nữa. Nếu mà còn đâu luôn nó xuống 5. 5 được phát lên 10, còn nếu mà không lên 10 được thì mày chỉ bắn 5. Nó mày. Hoặc là con nào cảm thấy nó ở đằng trước kia nó bay được, nó bay được 10 rồi thì đã từng bay được 10 nhiều rồi thì nếu mà bay được 1 phát 5 thì ngâm để lúc. Lô được
chuẩn bị chín chiến rồi đấy, tay được nhiều quá. Con nhân mà để cắm ồ con cắm ăn đen rồi đấy. Đã vâu quay mắc ơi. Ngay chứ. Đất đét cho đời em buồn. Quá yêu ai hèn mình bắt đế lớn tiêm thì là muối cái nào you
Anh mở nhiều quá rồi.
anh để lâu quá anh đi xem lại để mấy ngày thì... Cái sạch ở biển là đéo làm nhiệm vụ để đánh cái đồng vàng đéo áp được nữa.
Anh ra với chỗ Hà giống nhau đấy. Sao giống nhau? Sao sao trăm kìa? Không. Sao? 7. À đâu 5K7 với 5K7. 560, 589. Nhất đi. Bắt đầu các gamer bắt đầu làm việc rồi. thư giãn. Có khi không nâng cấp ít quảng cáo hơn, ít thông báo hơn. Nâng cấp về gì? Game gì? Bọn mấy game ấy, nâng cấp xong nhiều thông báo quá.
Đang chơi đến cái đấm bốc nào không? Dạ. Hả? Đấm bốc này này. Không ghi này này. Em chưa. Em có chơi được. Em chỉ cho lên đến mấy cái xe đạp chạy xe đạp thôi. Xe đạp chỉ đeo một hành cấp đây thì có. Đâu anh quay lại rồi. Lên lửa rồi. Chưa lên lửa. Chèo thuyền rồi đây. Nhà bên chưa? Chưa lên quán bông chưa? Bố tiền này. Đến tầm đến giờ này là giãn rồi, giờ thẻ cũng kiệt dần rồi đúng không? Không bay hơi thế đâu để chi đâu. Thôi bạn vừa luôn. Đứa trẻ chạy này chưa? Chạy bắt con mẹ nó người. Đúng người thì đã mất chuyện tập ghi như thế. Đúng mẹ nó người đi chạy chạy. Của em đang là treo cái dây một dây treo một dây ở lưng treo được trước cái này chứ cái này là ô đến đâm bốc lên lửa đấy chưa đến chèo thuyền đến chèo thuyền đấy chèo thuyền bật gió đấy đang đến đâm bốc cái đôi đâm bốc quây quây ấy quây quây rào ấy cái vàng kia rồi để lại 50 cân để đắp vàng nhá 50 cân ra để tạo lại cái áp lực được 50 cân này 2 cái đèn chạm
Ừ, nó vẫn là 50 cân, 3 ngày 50 cân liền. Đảng viên cũng sẽ đổi mới. Nào, anh không xong tắt được em đi nhé. Em Nam ơi này, hôm qua anh định lấy tiền mặt để ấy để trả bánh mì nhưng mà bà kia cái mặt của em nó cũ ấy, nhưng mà bà kia không cần phải cay là mua cái bánh mì 17.000 mà phải trả bao nhiêu 34.000. Ai đấy? Bà già. Đúng, em Nam thì đúng đốt nhà luôn. Ai đấy? À, mình nhìn thấy cái view thành công thì... À, nhưng mà mình chuyển mẹ, chứ tiền mẹ mình rồi, nhưng mà bà cái bảo mà mình nhìn thấy cái thành công cơ. Bà em chưa đến đã rồi. Thank you.
mình không muốn mà ngày nó đến tối. Gần này càng nhai càng ngọt ấy. Bạn đi. Con kia. Kia. Này. Con được ấy. Được bắn rồi, không thấy đâu. Có thấy bắn đâu nhỉ? Nhá trong mọi cả hàng. Em lùi hết rồi. Bấm đây. Nè, lại được. Lâu quá, tành chậm cao su rồi. Sao tành chậm cao su vậy? Giờ nó hết thịt rồi, nó còn gật thôi. Được đi mà. Alo. Sống được.
Hôm nay em sống được một tuần. Hôm nay anh chỉ sống được một buổi thôi. Sập này cái gì mà đi thôi, mày cũng sập cây lại rồi, sập cây lại đời rồi, đời em hơn đấy rồi. Chín trăm rồi. Vẫn có video, vẫn có ảnh anh ra ấy, hình vẫn có anh ra ngồi đấy. Ảo đi lây lâu thì hiểu bật cam lên được bật video bật video đâu không bật video quay nó đi lây đâu nhỉ. Từng chẳng mười mấy con cơm nó bị gì kiểu mình có động nào ảnh nó dốt theo ôi mình nghĩ mình nghĩ ê nhau
lâu rồi, trai em nhá. Hả? Hôm nay em cùng với buổi livestream buổi trưa em cùng mình. Hôm nay buổi trưa vui vẻ nhá. Em có thức nhớ vào live của cổ cái vui của mình nhá. Cảm ơn rất nhiều. Cảm rất nhiều. Chào các bạn nhé.